Tiên sư nói về truyền thống an cư của chư tăng thời đại ngày nay, thời gian an cư của các sư có còn giống thời gian xưa thời Đức Phật hay không? Vẫn giống như cái gì? Truyền thống an cư của chư tăng Nguyên Thủy đó là từ tháng 6 cho đến tháng 11. Nhưng mà chư tăng Nguyên Thủy thì Chư Tăng Năm Tông Việt Nam thì lại dùng cái lịch Trung Quốc chứ không dùng cái lịch Ấn Độ. Tức là đó, ngày thì nó có thể nó chênh lệch một tí. Chênh lệch một tí đối với Campuchia, Ấn Độ, rồi Thái, Miến, Tích Lan. Chênh lệch một tí cho nên quý vị sẽ thấy là những ví dụ như cũng Năm Tông nhưng mà các vị Nam Tông người Khmer đó thì thời gian nhập hạ thì có thể nó sẽ hơi khác một tí so với Chư Tăng Năm Tông Kinh, do Chư Tăng Năm Tông Khmer là dùng cái lịch Ấn Độ, dùng lịch âm Ấn Độ, còn Chư Tăng Năm Tông Năm Kinh đó thì dùng lịch âm mà của Trung Quốc, cho nên cái ngày nó hơi lệch một tí nhưng không sao. À, còn Bắc truyền á thì có lẽ là do một vài vấn đề gì đó mà sư cũng không có tìm hiểu thì lại dùng là từ tháng tháng 4 cho đến tháng 7. Đấy. Đấy, cái thời gian thì Năm Tông thì thống nhất là giống như là thời Đức Phật ha.